vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Nói đến cá lăng thì chắc hẳn mọi người đều biết đây là một loại nguyên liệu chế biến được rất nhiều món ăn, từ nướng riềng mẻ này, ủ muối này, hay là món lẩu. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai món ăn được chế biến từ món cá lăng này rất là khác biệt, và có thể khi mà thưởng thức thì mọi người sẽ thấy một hương vị khác lạ. Vâng, và đó là món ăn gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với tôi, đó là bạn Trung Khiêm, bạn là bếp trưởng của nhà hàng Đông Phú. Xin chào Khiêm. Chào chị. Vậy thì hôm nay Khiêm sẽ giới thiệu cho khán giả Ngon và Lành món ăn gì được chế biến từ cá lăng. Hôm nay em sẽ giới thiệu với khán giả của chương trình Ngon và Lành cá lăng trộn chua cay và món cá lăng chiên vịt đá lốt ạ. Nghe hai món ăn này có vẻ là rất là khác lạ đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là nhiều người cũng chưa được biết cái món ăn này. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về nguyên liệu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái nguyên liệu chính đi, chính là cá lăng. Cá lăng ở đây thì là một loại da trơn đúng không ạ? Vâng. Thì có lẽ là rất là nhiều dinh dưỡng này, và thịt cá nó sẽ ngọt hơn các thịt khác hả bạn? Xuất xứ của cá này là sống kiểu tự nhiên, và cái vị cá thì bao giờ cũng có độ ngọt và dai và ngọt. Cái vị chất đạm ở trong cá nó rất nhiều, ăn có thể là mang tính mát. Cái cá này da trắng và bụng nhỏ, thì cái cá nửa cá đấy nó họ ăn ít và họ sẽ được nuôi với cái thời gian dài, sẽ chắc thịt và ngon. Tức là cá lăng thì cứ lựa chọn cái da nó trắng đúng không ạ? Vâng. Không sẫm màu thì nó sẽ là cá ngon đúng không ạ? Vâng, con cá đây của chúng ta hôm nay thì độ khoảng mấy cân đấy bạn? Con cá này là 6 cân chị ạ. Tức là cá càng to thì thịt cá càng chắc và ngon hơn đúng không ạ? Vâng, thế nói về cái da giảm để đi theo để chế biến hai món cá ngày hôm nay ạ. Hôm nay da giảm để chế biến theo món cá lăng trộn chua cay thì có hành tím ạ, dưa chuột ạ, và ớt sừng ạ. Rau thì có mùi tàu này. Và mùi tàu và cần tây ạ. Cần tây. Gia vị ạ. Gia vị sẽ có như là ớt bột, đường, nước mắm và chanh vàng. Còn món lá lốt thì chắc chắn là phải có lá lốt rồi đúng không ạ? Vâng, món lá lốt thì sẽ có lá lốt đi kèm và nước nghệ, mẻ nghệ. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện hai món ăn từ cá lăng này nhá. Khi con cá lăng này được sơ chế ra thì chúng ta phải lọc làm sao rồi tách cái phần xương và thịt riêng, và sẽ lọc da đi, tại vì bản chất của cá lăng là nó là da trơn. Nếu mà chúng ta để về dùng thực phẩm để chế biến món ăn nó sẽ tạo nên vị tanh. Mà khi nếu như hôm nay làm vị cái món cá lăng trộn chua cay thì sẽ dùng hai có phần bụng cá nó sẽ ít xương và không có xương, và chiết rất chi để tạo độ dai độ ngọt của con cá. Đấy, còn cá lăng chiên vịt đá lốt sẽ dùng phần phi lê của cá. Lúc mà mình rửa ấy chỉ cần rửa nước lã thôi hay là có cần phải làm cái gì nữa không ạ? Rượu hay như nào không ạ? Thực ra cái cá lăng này khi mình đã lọc sạch và da ra rồi thì mình chỉ cần rửa bằng qua nước sạch, nước lã là được. Dạ. Món cá trộn chua cay sẽ dùng phần bụng cá và làm sao cắt miếng vừa ăn, thái lát mỏng. Với cá lăng này có vẻ như là nó cũng ít xương đúng không ạ? Vâng. Sau khi mình lọc những cái xương gọi là xương sống của nó ra rồi thì thịt cá rất là trắng này. Và nào. Rồi. Tiếp theo là chúng ta câu thịt cá. Trong món cá trộn chua cay này thì nguyên liệu trần của nó là sẽ không thể thiếu được gừng và sả. Gừng và sả sẽ mang lên cho vào nước trần sẽ tạo nên cái vị thơm, và cá sẽ có tính hơi hàn, mà gừng sả để tạo nên ăn cho những người nào yếu bụng sẽ không bị phải bị đau. Sả và gừng thôi ra rồi ra cho cá vào để trần. Mình trần cá này là mình sẽ trần chín hẳn luôn hay là chỉ sơ sơ thôi bạn? Trần sẽ chín hẳn luôn chị ạ. Sau khi trong khi chờ nước sôi để cho cá chín thì chúng ta sẽ quay sang công đoạn thái hành. Cái hành to này thì cái độ hăng của cả hành nó cũng đỡ hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Ở đây thì tôi thấy bạn cho vào một bát đá. Cái này là công dụng gì ạ bạn? Khi thái xong thì ngâm hành vào bát đá để cho hành có độ giòn và bớt cay. Chủ yếu là để cho có độ giòn của cái hành. Nước sôi trở lại khoảng 5 phút thì cá đồng nghĩa với cá sẽ chín. Chúng ta sẽ bớt ra để ráo. Sau tiếp theo là chúng ta thái ớt sừng
ớt sừng thì thái chỉ. Chúng ta cũng ngâm ở nước đá. À, cũng là để giữ cho cái ớt nó giòn hả bạn? Để giữ cho ớt giòn và có độ xoăn. À nó xoăn. Vâng, tạo thành một cái độ khuấy. Tiếp theo là dùng một quả dưa chuột và thái nát mỏng. À, tiếp đến là rau mùi tàu và cần tây. Mùi tàu cần tây này là thái nhỏ. Với cái món trộn chua cay này thì tôi có cảm giác như nó cũng gần gần giống như là kiểu trộn gỏi đúng không ạ? Tuy nhiên cho cái vị thì nó sẽ khác hơn thôi. Đúng rồi ạ. Về nguyên liệu thì cũng gần gần đến trộn gỏi nhưng mà về cái gia giảm để cho vào sẽ khác hơn ạ. Khi chúng ta chuẩn bị xong các nguyên liệu chính thì ta sẽ sang pha nước để trộn. Thì công thức của pha nước để trộn ta sẽ làm 1,5 thìa đường trắng. Một thìa nước mắm. Còn mấy 1/2 thìa ớt bột và một quả ớt sừng băm nhỏ. Chúng ta dùng quả chanh vàng. Chanh vàng để cho pha nước chấm có độ ngọt dịu. Rồi chúng ta sẽ quấy đều, đánh đều để cho tan các nguyên liệu này thành một hỗn hợp. Bây giờ sẽ đến công đoạn chúng ta sẽ trộn hết cả các nguyên liệu mà chúng ta đã chuẩn bị từ nãy giờ, cả hành cả ớt luôn. Tiếp đến là dưa chuột này. Tất cả những nguyên liệu nhẹ nhàng. Tức là mình không nên bóp quá đúng không ạ? Như vậy thì các nguyên liệu cũng như là cá thì chúng ta sẽ bị nát. Nó sẽ bị nát. Thì mình sẽ trộn đều trong khoảng 3 phút ạ. Rồi chúng ta sẽ cho ra đĩa và thưởng thức được ạ. Khi đã trộn được đủ thời gian chúng ta sẽ cho đốt cái mùi tàu và cái cần tây thái nhỏ vào. Đảo đều ạ. Rồi như vậy là món cá lăng trộn chua ngọt của chúng ta đã xong rồi ạ. Nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Màu xanh và đỏ và trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời gác cái món này ra bên ngoài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là làm món ăn thứ hai, đó là món cá lăng chiên lá lốt. Tiếp theo là món thứ hai là món cá lăng chiên vị lá lốt. Thì chúng ta sẽ dùng miếng phi đê cá này. Chia khúc khoảng dài 10 cm. Bổ thành hình con chì. Chúng ta sẽ đổ vào đây để ướp. Nguyên liệu ướp gồm có lá lốt thái nhỏ và cái lá lốt này thái cùng vào cái vị cá này sẽ rất hợp. Con cá trên lá lốt gồm có hạt nêm 1/2 thìa cà phê hạt nêm, mì chính 1/2 thìa, đường 1/4 và hạt tiêu. Nước mẻ nghệ. Đây là mẻ nghệ đã được trộn lẫn luôn ạ? Vâng, mẻ nghệ đã được xay ra và lọc ra và trộn một chút bột chiên giòn để tạo nên một cái lớp vỏ áo của miếng cá lăng chiên. Nó sẽ giữ được cái bên trong, nó sẽ giữ được cái độ mềm ở bên ngoài trộn giòn của món cá lăng chiên. Với cái nghệ với cả mẻ mà chúng ta xay sẵn như thế này thì nó sẽ ngấm vào cá nhanh hơn đúng không ạ? Vâng. Vậy trong khi mà chờ cho cá ngấm thì chúng ta sẽ bắt chảo lên để đun dầu cho nó thật sôi đúng không? Đúng rồi. Dầu sẽ thật sôi và chiên ngập dầu thì cá nó có đủ vàng đều. Khi ta thả cá vào thì chờ cá có một cái lớp vỏ dầu già, cá sẽ tạo nên một lớp vỏ thì chúng ta hãng đảo, nếu đảo sớm thì sẽ bị bung cá, bung cái lớp bột đấy ra thì sẽ không tạo được độ giòn của cá. Mình chiên cá này thời gian có lâu không ạ? Chiên cá, nếu mà chiên cá bằng chảo gia đình thì mất khoảng độ từ 15 đến 20 phút là xong được một món ăn. Khi cá có độ giòn, gần độ giòn được thì chúng ta sẽ cho lá lốt vào
lá nốt cắt khúc vào, chiên cùng. Như vậy là chúng ta đã xong món chiên cá chiên vịt đà nốt. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mùi rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ ra bàn để trò chuyện kỹ hơn về hai món ăn mà chúng ta vừa thực hiện xong nhé. Như vậy là hai món ăn được chế biến từ cá lăng đã xong rồi ạ. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Với cái món cá lăng trộn chua ngọt này thì khi mà thưởng thức thì cái hương vị mà đặc trưng nổi lên là gì hả bạn? Cái món cá lăng trộn chua cay này ạ. Thì đặc cái hương vị đặc trưng của nó là vị chua cay và cái độ cá này là trần, khi mà mình trong cái quá trình mình làm thì mình trần mình mới đến độ chín tới, mình giữ được rất nhiều cái chất đạm dinh dưỡng ở trong món ăn. Thế nên là nó món ăn này ăn vào rất là ngọt đậm của vị cá và mùi vị cay cay của cái nước sốt ạ. Và nó trộn lẫn với cả những cái dưa chuột, rau củ quả thì món ăn của chúng ta rất là dễ đưa miệng đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế còn với món ăn cá chiên lá lốt này thì sao ạ? Chiên lá lốt này trong khi chiên thì chúng ta đã tẩm ướp gia vị và có những cái nguyên liệu như là lá lốt thái và trộn đều lên rồi. Thì cái vị của nó tạo nên cái hương vị của lá lốt, và cái lá lốt thì khi mình ăn mình quấn vào với cái lá lốt sống và chấm với sốt xanh thì nó tạo lên từ ở ngoài vỏ cảm giác hơi giòn và bên trong sẽ mềm và tạo nên một hương vị rất chi là dễ ăn ạ. À, tức là khi mà mình thưởng thức là mình sẽ cuộn miếng cá này vào một lá lốt này luôn ạ. Vâng. Và mình chấm với cả nước sốt xanh đúng không ạ? Vâng. Và có lẽ là với cái món cá lăng thì mọi người hay thưởng thức là ví dụ như là ướp muối này hay là nướng riềng mẻ đúng không? Thì với cái món lá lốt này sẽ mang cho người ta một hương vị khác hẳn và nổi lên đặc trưng là vị lá lốt đúng không ạ? Và vậy món ăn này thì nó có phù hợp với tất cả mọi người không ạ? Hay là nó cũng hạn chế cái độ tuổi thưởng thức ạ? Bản thân của cá lăng đã lành, mang tính lành. Và cái cá lăng này thì sẽ cái thực phẩm là thuộc là cái thực phẩm rất dễ dùng và rất phù hợp với tất cả mọi người. Và khi mà thưởng thức hai món ăn này cộng thêm một ly vang thì có lẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Phù hợp với cả các buổi liên hoan cuối tuần. Rất là cảm ơn bạn Khiêm, ngày hôm nay thì bạn đã gợi ý cho khán giả Ngon và Lành hai món ăn được chế biến từ cá lăng, nó cũng khác biệt hơn so với những món truyền thống mà đã từng chế biến từ cá lăng. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng.